Trời ơi, cái điện thoại bị hư. Viết bị gì ta, ta hai cái điện thoại của mình hư mình bỏ đó. Tới đâu tự nhiên mình lại mình chạy là lụm chi chạy. Ủa, về rồi đó hả? Ờ. Sáng giờ xài xong chưa? Xài xong rồi. Chiếc này xài tốt không? Tốt lắm. Kè ngô là chè gì là ngon rồi. Ừ. Ê, rồi bậy đi đâu hả? Thì ra ngoài coi xài chứ đi đâu. Hỏi ông vậy thôi chứ ra ngoài coi cho nó chắc. Ừ, bà không tin thì bà đi coi đi. Ờ mà quên á, ông xíu bắt đầu cơm lên nha. Ừ. Bẻ của bà mót có trái xài à. Chắc bà không nói gì đâu. Mà cũng đâu có thấy đâu mà nói. Xài mót đúng là ngon thật chứ. Tôi thấy bà không? Có biết nấu cơm đâu mà bà kêu nấu trời. Con nhọn. Ai điện ta? Ủa anh hai điện làm gì ta? Alo nghe anh. Rồi mày làm gì vậy nhọn? Mày rảnh không? Em đang xài nè, rảnh, đâu có làm gì đâu. Mày ăn xong chưa? Mày chạy qua nhà anh giúp anh một chuyện coi. Dạ dạ, để em qua liền. Nấu cơm mày nấu sao ta? Anh kêu qua đây làm gì anh? Ai? Tao kêu mày nấu giùm cái nồi cơm chứ không có gì vậy á. Có cái nồi cơm tao không biết được nấu nữa hả? Hồi đó giờ tao đi làm xài không mà. Cái chuyện nồi trợ là chị của bả. Tao đó giờ có biết nấu đâu. Bây giờ tự nhiên bữa nay bả đi ra đồng, bả bắt tao nấu cơm đây nè. Sao tao biết nấu được? Có cái nồi cơm này cũng không biết nấu nữa. Ủa? Mà chị đi ra đồng làm gì anh? Rồi sáng tao đi xịt xài nhà. À. Rồi bả không tin. Tao nói trái bự, trái tốt lắm bả không tin. Bả đi ra ngoài bả coi. Rồi sao bớt kêu tao nấu nồi cơm nè. Ủa khoan. Hả? Anh nói gì, anh đi xịt cái gì? Xịt xài nhà của tao á, xịt xài giường á. Anh đi xịt xài hả? Ừ. Mày làm gì vậy? Rồi mày làm gì mày ói gì ngọn? Mày có sao không? Dạ em không có sao anh ơi. Tại em dị ứng chút xíu rồi xíu à. Là ngọc trai dị ứng gì mà dị ứng không biết. Mày giúp tao, chỉ tao nấu cái đầu cơm coi. Anh ơi là anh, mình không biết nấu á thì mình điện mình hỏi. Trời ơi, điện ai nữa? Mày biết nấu mà đúng không? Không, em đâu có biết nấu đâu. Trời ơi, tao tưởng là mày biết nấu cơm. Rồi giờ sao vậy? Thì điện cho bọn mốt vợ anh hỏi đi. Để tao điện cho bà nè. Cũng ổn quá chứ. Mày điện làm gì ta? Alo, bà hả? Gọi gì vậy? Định hỏi bà nấu cơm sao? Cái gì nấu cơm? Lâu, không phải. Để tao hỏi bà muốn ăn cơm khô hay là cơm nhão? Ăn khô đi, để hai chén gạo với ly nước vô là được rồi. À, tôi biết rồi. Đó, nhọn, mày nghe kỹ chưa? Em nghe kỹ rồi, để em làm cho. Chuyện nhỏ xong rồi anh ơi. Ê, nấu xong rồi nhỏ? Xong rồi, anh vô coi đi. Hả? Này nấu cơm không kim chui ta? Ủa nhỏ, mày nấu cơm là mày không cần kim chui hả? Kim chứ sao không kim? Không kim chui nấu cơm sao chín? Tao thấy mày nấu cơm là chưa có kim chui đó. Vậy anh kim chui vô đi anh. Cái thằng thiệt chứ, nấu cơm mà không chịu kim chui. Ủa, cái nút này để làm gì ta? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà như thế này. Ê nhỏng, mày ghim cái chui vô cái bóng đèn vàng nó sáng là làm sao mày? Cái bóng đèn vàng nó sáng là cái nồi cơm nó chín nó mới nhảy lên. Còn mình mới nấu là phải bóng đèn màu đỏ.
anh có nhặn cái nút đó xuống không? Ừ, chưa nữa. Trời ơi, vô nhặn xuống ông ơi ông. Có nồi cơm mình sớm giờ. Nè, đó bật gì đó, lưỡng lự chi không biết nữa. Mày biết nãy sao mày không vô làm luôn đi? Thì cũng phải chỉ cho anh biết làm chứ. Mốt rồi nấu cơm cho bà ăn. Thôi mà cũng cảm ơn mày đi. À, có gì đâu. Ủa anh, mà cái cạc điện thoại này của anh gớt rồi đó, vậy em mới lượm được nè. Gớt đâu mà gớt. Hôm qua tao mua cái cạc về nạp điện thoại mà tao kiểm tra tài khoản lại á là nó còn tiền. Bởi tao để đó tao chưa có nạp. À, cái cạc này nhiêu với anh? Cái cạc 100.000, mày không thấy số hả? Mấy anh không có xài thì mấy anh chia lại cho em đi. À, cũng được nữa. Để mày tiền đâu mày? Em coi kỹ coi, coi này có ai nạp chưa? Chưa đâu mày ơi, mới mua hôm qua đó. Nè, thôi em đi dở nha. Còn cơm nước gì xong chưa? Cơm nước hả? Tôi nấu xong xuôi với chổng hết trơn kìa ba ơi. Ủa mà quên á không? Thằng nhọn nó qua đây nó có trả 100.000 chưa? Có. 100.000 này nó trả tôi, ông định giếm nữa hả? Dễ gì à? Mà cơm nước xong chưa? Vô dọn chén ăn cơm coi. Xong rồi, vô ăn cơm. Mày hay lắm nè nhọn. Ông có cơm cái đó nè hả? Ngọn nấu á.